Trong buổi tới thăm và làm việc tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội cùng Bộ Quận ủy, lãnh đạo quận 3 đã đến thăm hỏi và trao tặng hàng trăm suất quà tới người dân nghèo trong tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi túi an sinh có nhiều loại thực phẩm đủ sinh hoạt trong 7 ngày. Theo đó, các loại thực phẩm cần thiết gồm có gạo, xúc xích, nước mắm, dầu ăn, cá hộp, bắp cải, hạt nêm, đường, nước tương, đủ dinh dưỡng, chất lượng để các hộ dân có thể yên tâm ở nhà chống dịch. Những phần quà trên nằm trong chương trình quyên góp trong cộng đồng thông qua chương trình Kiên cường Việt Nam trao tặng 2.000 túi an sinh, tổng giá trị 1 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn quận 3. Ủy ban Nhân dân quận 3 cho biết toàn địa bàn có khoảng 16.500 hộ dân khó khăn cần hỗ trợ, 400 hộ nghèo, cận nghèo đang chịu tác động của dịch COVID-19. Đối với các hộ khó khăn, quận 3 cùng các phường đã chuẩn bị những chế độ an sinh để đảm bảo chuyển tới 18.000 phần quà hỗ trợ mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho đợt tăng cường siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, các siêu thị cho biết đã chuẩn bị lượng hàng gấp từ 3 đến 5 lần so với ngày thường. Việc vận chuyển từ vùng nguyên liệu từ các tỉnh thành về thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, một số siêu thị khá lung túng và nhiều siêu thị cho biết vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào về phương thức hoạt động cũng như cách thức để phân phối hàng hóa cho người dân. Sáng nay, tất cả các hệ thống siêu thị cửa hàng đã tạm ngừng bán hàng trực tiếp cũng như bán trực tuyến trên tất cả các nền tảng ứng dụng mua hàng. Hàng hóa tại các siêu thị tới thời điểm này tương đối dồi dào phong phú. Tại siêu thị Aeon Tân Phú, hiện đang làm việc với đại diện hai phường Sơn Kỳ và Tân Quý của quận Tân Phú để chuẩn bị hàng hóa theo các đơn đặt hàng của từng tổ dân phố, phường theo tần suất và khu vực quy định. Siêu thị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các combo hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, có một bất cập ở đây là nhiều siêu thị như MM Mega Market, Lotte Mart phản ánh họ chưa thể có kế hoạch cung ứng hàng hóa do đang chờ hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng. Khi nhận được thông tin hướng dẫn của Sở Công Thương, thì các đơn vị cũng đã trữ hàng để chuẩn bị hàng để phục vụ cái nhu cầu của người dân. Tuy nhiên là việc thay đổi liên tục các chính sách cho đến thời điểm này dẫn đến là chúng tôi đang bị ứ đọng hàng hóa, và ngày hôm nay 23 tháng 8 chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ cái thông tin gì từ các cơ quan ban ngành địa phương để có thể cùng phối hợp triển khai các combo. Tại một số quận thì chúng tôi cũng chủ động liên hệ để tìm cách xúc tiến cái việc triển khai combo này. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa đưa ra được các combo nào để cung cấp cho người dân. Theo đại diện một số siêu thị, khó khăn còn đến từ việc nhân viên siêu thị vẫn chưa được cấp giấy đi đường, khiến thiếu hụt nhân sự làm việc trong sáng nay. Các siêu thị vẫn đang đợi hướng dẫn cụ thể từ Sở Công Thương và kết nối từ các địa phương để phối hợp với các quận huyện triển khai bán hàng theo combo, bán hàng đồng giá. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức áp dụng một số biện pháp nâng cao tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp, phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã và thị trấn. Việc siết chặt giãn cách xã hội liệu có gây ảnh hưởng đến những doanh nghiệp đang duy trì mô hình sản xuất 3 tại chỗ, đặc biệt là vấn đề lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn cho hàng ngàn lao động đang cắm chốt ở lại nhà máy. Hiện tại, công ty này đang thực hiện việc tự nấu ăn 3 bữa cho tất cả cán bộ công nhân lao động ở lại tham gia sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ. Tuy nhiên, trước tình hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt việc giãn cách xã hội, nhiều khả năng công ty sẽ chuyển sang giải pháp dự phòng là đặt nhà cung cấp suất ăn công nghiệp. Minh Thảo mà mua được thức ăn á, thì Minh Thảo sẽ vẫn tiếp tục nấu ăn phục vụ mọi người. Mà nếu mà không mua được thức ăn thì Thảo sẽ chuyển qua là đặt nhà cung cấp suất ăn công nghiệp, thì họ sẽ cung cấp cho mình thôi. Thảo nghĩ là khi mà lãnh đạo mà triển khai chương trình gì thì cũng phải nghĩ tới là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Không có bếp ăn tập thể, anh ký hợp đồng với lại một bên cung cấp suất ăn. Nay là cũng không, là từ hôm mà đầu dịch tới giờ là họ vẫn duy trì cung cấp suất ăn cho anh em. Cũng chưa có nhận được cái hướng dẫn cụ thể từ ở trên ủy ban thành phố của mình chỉ đạo về khu công nghiệp, vẫn chưa thấy anh. Theo ông Đinh Ngọc Hoàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huto, chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cho biết,
hàng ngày cung cấp đủ 3 bữa sáng, trưa và chiều, tương đương hơn 3.000 suất ăn cho khu công nghiệp Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Trước nhu cầu doanh nghiệp có thể tăng đơn hàng đột biến trong thời gian tới, công ty đã lên phương án thuê một số nhà thô vùng xanh an toàn trong địa bàn khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai để triển khai bếp nấu dã chiến tại chỗ. Sau 3 tuần chuẩn bị, có thể đáp ứng số lượng từ 2.000 đến 2.500 suất cho một ca, tăng gấp đôi công suất. Hiện tại vẫn đang cung cấp là mỗi một ca như vậy là ca trưa, ca chiều là luôn luôn có 2 món mặn. Và sẽ thay đổi nó cũng dựa vào tình hình thực tế. Thì bên em sẽ lên một cái phương án là cái món hàng nào mà nó thường xuyên có nhất thì sẽ cho lên vào menu nhiều hơn. Cái món nào lạ thì sẽ cho ít hơn, để trừ những trường hợp mình tránh đổi đi đổi lại. Còn theo đại diện doanh nghiệp chuyên cung ứng thực phẩm cho các chuỗi siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lạc quan bày tỏ quan điểm. Tâm lý người dân hoang mang lo lắng, nhưng tâm lý doanh nghiệp 3T thì hầu như đã mặc định. Hiện nay hàng hóa của công ty vẫn dồi dào và đảm bảo cho thị trường trong những ngày sắp tới. Hàng hóa đâu có thiếu, thì bây giờ cá tươi bên mình cả trăm mặt hàng, ở các cái quầy tươi sống trong hệ thống Co-op á. Với hệ thống Satra Food để làm tốt hơn ngăn chặn cái việc ra đường của nhân dân thì chính phủ có chỉ đạo như vậy thì góc độ doanh nghiệp mình cũng đồng tình thôi. Làm sao sớm kiểm soát tình hình, kiểm soát dịch bệnh để mà trở lại cái trạng thái bình thường mới. Theo ghi nhận thực tế, trong những ngày gần đây, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không thiếu, nhưng do đa số các chợ truyền thống đóng cửa, tất cả tập trung dồn vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nên các kênh phục vụ này bị quá tải, cộng với việc giãn cách kiểm soát số lượng người vào tối thiểu theo sự cho phép, ít nhiều tạo tâm lý lo lắng, sợ thiếu lương thực, thực phẩm. Vấn đề các doanh nghiệp duy trì ba tại chỗ quan tâm nhất là trong những ngày siết giãn cách xã hội thì chính phủ sẽ quản lý điều tiết lưu thông hàng hóa trong các hệ thống nội địa của mình như thế nào mà thôi. Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giảm tải các chợ đầu mối, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý chủ trương trưng dụng 5 địa điểm làm nơi tập kết nông sản hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể là tại khu công nghiệp Phụ Trợ Nam Hà Nội, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, khu tái định cư ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, ô đất trống ở Sương Giá, huyện Gia Lâm, bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ngành địa phương liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện có địa điểm tổ chức triển khai và đưa vào hoạt động. Sở Y tế hướng dẫn các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa cho người dân và phương tiện vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 kéo dài gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Đối mặt với mặt hàng sản xuất bánh trung thu cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Sức mua giảm, kênh phân phối gặp khó khăn, trong khi chi phí sản xuất được đẩy lên cao, khiến cho nhiều doanh nghiệp và xưởng bánh quyết định dừng kinh doanh bánh trung thu trong năm nay. Đại diện tập đoàn Kido cho biết sẽ không sản xuất bánh trung thu do tác động của dịch COVID-19. Theo đơn vị này, chi phí sản xuất sẽ tăng rất cao, nên nếu sản xuất thì cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đều chịu thiệt. Tương tự, ABC Bakery cũng gác lại kế hoạch kinh doanh trong mùa trung thu này cho một số nhân viên phải thực hiện cách ly và y tế. Các cửa hàng đang tạm thời ngưng hoạt động. Trong khi đó, đại diện của Đại Phát Bakery cho biết các siêu thị đã thông báo sẽ không tổ chức bán bánh trung thu như mọi năm. Còn với khách hàng là doanh nghiệp, mặc dù đơn vị này đã giới thiệu sản phẩm mới, đến nay vẫn chưa nhận được những đơn hàng chính thức. Theo Bộ Công Thương, một số mặt hàng trong nước có nhu cầu lớn nhưng lại được xuất khẩu nhiều. Do đó, Bộ yêu cầu thời điểm này cần ưu tiên cho các mặt hàng quan trọng cho thị trường nội địa. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, sắt thép, quặng sắt ra soát xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, đồng thời có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm trong nước đang có nhu cầu cao. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp khai thác sản xuất và xuất khẩu than, phân bón, ưu tiên nguồn hàng phục vụ thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,
các tập đoàn, tổng công ty, các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, các doanh nghiệp nhập khẩu đường được yêu cầu chia sẻ với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, trước các dấu hiệu bất thường về tình hình nhập khẩu đường, Hội hiệp mía đường Việt Nam VSSA đã báo cáo Bộ Công Thương và đồng thời đang giáo diết thu thập thông tin, số liệu, chuẩn bị hồ sơ để kiến nghị điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường nhập khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam chỉ trong 6 tháng đầu năm đã lên tới 781.334 tấn, lớn hơn khoảng 100.000 tấn so với tổng lượng đường nhập khẩu trong năm 2020 là 690.025 tấn. Đáng chú ý, đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan thay vì chiếm tới 90,83% trong cả năm 2020, thì trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giảm xuống còn khoảng 33%. Trong khi đó, lượng đường nhập khẩu có xuất xứ từ các nước gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia lại tăng mạnh chiếm tới 51%. Theo nhận định của VSSA, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021 có thể sẽ không lớn bằng 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nếu không kịp thời có những biện pháp kiềm chế bất thường của đường nhập khẩu, có thể đường nhập thường sẽ tác động trở lại xấu tới sản xuất ở trong nước. Hiện nay, Đắk Lắk và Đắk Nông đang bước vào thời điểm thu hoạch sầu riêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên hiện xuất khẩu sầu riêng gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải xây dựng kho cấp đông để bảo quản sản phẩm. Sầu riêng Dona tại Đắk Lắk và Đắk Nông có sản lượng hơn 150.000 tấn. Tuy nhiên, sầu riêng cắt già chỉ có thời hạn sử dụng trong khoảng 7 ngày, sầu riêng chín rụng khoảng 3 ngày. Quá thời gian này, sầu riêng sẽ bị hư hỏng và thối rữa. Do ảnh hưởng của dịch cộng với việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, các thương lái đã chuyển hướng sang lột múi cấp đông sản phẩm để kéo dài thời hạn sử dụng. Sầu riêng sau khi được cấp đông vẫn đảm bảo về mặt chất lượng, tươi ngon vì được đảm bảo trong môi trường có độ lạnh sâu, âm từ 18 cho tới 25 độ C. Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cho biết họ muốn thuê kho đông lạnh để cấp đông cho sầu riêng nhưng chưa được. Việc này gây khó khăn cho việc thu mua, tiêu thụ nông sản của người dân. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, 7 tháng đầu năm xuất khẩu tôm ước đạt khoảng 240.000 tấn với giá trị 2,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% về lượng, về tăng 16% về giá so với cùng kỳ của năm 2020. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường Australia đạt 88,7 triệu đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam. Tại thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng cao thứ hai sau Ecuador, tăng 44,8% so với cùng kỳ của năm 2020. Thị phần tôm Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tăng từ 8,6% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 9,5% trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, tại EU, Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn thứ tư trong số các thị trường cung cấp ngoài khối EU. Hiện tại, Nhật Bản tôm Việt Nam xuất khẩu 27,65% trong tổng trị giá nhập khẩu của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2021. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ra công điện triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân sách vốn đầu tư công năm 2021, góp phần vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với những đề xuất mới phát sinh vượt thẩm quyền, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là với kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thành phố Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Không ít người lao động tự do, công nhân đang phải nghỉ việc và cuộc sống gặp không ít những khó khăn. Chia sẻ những vất vả đó, nhiều chủ nhà trọ đã miễn giảm tiền thuê nhà,
với tinh thần tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua dịch bệnh COVID-19. Nội dung cụ thể sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.